nay sẽ là buổi chụp hình để thể hiện sự tự tin bằng khuôn mặt của mình, thì những biểu lộ những cảm xúc của các bạn với ống kính. Buổi chụp hình hôm nay mỗi bạn chỉ được có 20 frame hình. Và sau buổi chụp hình hôm nay 13 cô gái còn tiếp tục ở trong căn nhà chúng ta mà thôi. Bây giờ Trang sẽ bước vào khu vực của chị X ở đằng kia. Nhớ nha, sự tự tin của mình thể hiện từ con mắt, môi và cả bờ vai của mình nữa. Thả lỏng tất cả mọi thứ ra hết. Em thấy phần diễn đạt của em khuôn mặt chưa linh hoạt. Em cảm thấy chưa diễn đạt được hết những cái gì mà mình chuẩn bị từ trước. Con này cúi dữ quá. Nhả môi mình ra một tí. Mở cái mắt. Góc mặt của Thùy góc nào đẹp nhất? Yeah. Căng đúng cái góc đó. Tạo dáng của Thanh Hằng thì từ ánh mắt, cách nhìn không một cái gì gọi là mới mẻ. Phần thi ngày hôm nay khó hơn so với em tưởng tượng rất nhiều. Tại vì khi mà em make up xong, làm tóc xong, em cứ đứng trước gương tạo dáng cái mắt, cái môi, là vai. Nhưng mà khi mà bước vào chụp hình rồi thì không còn cái gương ở trước mặt để mình soi nữa, mà mình sẽ phải tự tưởng tượng. Nó khó hơn rất là nhiều so với khi mà đứng ở ngoài, đứng trước một cái gương. Con mắt, yeah, mắt phải to. Mình nhẹ nhàng thôi, mình vẫn thể hiện ra mà bằng cách làm thật là nhẹ nhàng, uyển chuyển trong đó. Mắt đã ok rồi, bây giờ cái môi nè, chữ cái môi nè, nhẹ nhàng cái môi nè, thả lỏng nó ra. Ngày này em cảm thấy rất là thoải mái, cảm thấy rất dễ diễn với lại vui hơn, không có sợ nữa. Okay. So keep your face same. Em cứ giữ nguyên góc mặt như vậy, nhưng thả lỏng cơ thể ra một chút. Em còn thiếu nhiều kinh nghiệm để mà chụp cái người của mình, nhưng mà cái mặt của em thì em thấy là em được 9 trong 10 điểm. Không làm gì. Xoay cái này chút xíu. Đây rồi. Cái này chút xíu. Đây rồi. Làm mặt mình nhiều góc độ hình khác nhau đi. Xoay người lại. Xoay người lại. Ngon lại. Uống người lại. Tất cả hình nó chỉ có đẹp thôi hơn quá. Cá tính nó nằm trong đâu nữa. Bây giờ làm cái gì nó khác hơn nữa đi. Thử gì nó mới hơn nữa đi. Ngầu hơn nữa nha. Yeah, something like that. Yeah, yeah. Nói chung là em cũng diễn đủ các kiểu luôn, nhưng mà nói hài lòng thì cũng không hài lòng, mà nói tệ thì cũng không tệ, nói chung là nó còn đáng lưng lửng. Mà em nghĩ là chắc hình cũng không đến nỗi tệ đâu ạ. Em cảm thấy buổi chụp hình hôm nay rồi em rất là thoải mái và em nghĩ em đã làm rất là tốt. Em còn có nhiều thiếu sót, nhưng mà anh Huy Võ đã rất là tận tình trong cái việc mà giúp em có những cái khuôn hình thật là đẹp. Mắt à, mở to nhưng mà đừng trợn lên, vừa thôi. Xong, thế là mình đã xong buổi chụp hình rồi. Cảm ơn Hoàng Anh. Nhìn chung, tôi thấy các thí sinh đều làm rất tốt. Họ đều thể hiện được sự tự tin của mình, dù mới chỉ ở một mức nhất định.